Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Sáng ngày 19 tháng 11, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến tiếp xúc cử tri cụm xã Ngọc Côn, Ngọc Khê, Đình Phong, huyện Trùng Khánh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết, cho ý kiến về 5 dự án luật khác, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực tham gia ý kiến thảo luận, đóng góp nhiều nội dung thiết thực, truyền tải đầy đủ kịp thời các ý kiến, kiến nghị cũng như vấn đề cử tri quan tâm tới kỳ họp. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét tiếp tục duy trì thực hiện việc chính sách hỗ trợ ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số thuộc các xã khu vực 1 và các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục đầu tư phát triển khu vực kinh tế biên mậu, quan tâm tăng mức hỗ trợ phụ cấp đối với trưởng xóm tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Có chính sách bình ổn giá đối với các mặt hàng thức ăn chăn nuôi để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đề nghị nhà nước tiếp tục đầu tư nâng cấp đường tuần tra biên giới, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và nhà công vụ đối với lực lượng công an xã. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Thương mại biên giới Trùng Khánh, giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên dòng sông Quây Sơn. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị tại các đài truyền thanh cấp xã để phục vụ hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đã giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Hồng Minh đã tiếp thu, làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm, mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với nhân dân đoàn kết, đồng sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Chiều ngày 19 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Trùng Khánh về tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ từ đầu năm đến nay, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, huyện Trùng Khánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng. Dự kiến đến hết năm 2021, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 162 triệu USD, đạt 216% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả thu ngân sách đạt 58,73 tỷ đồng, đạt 115,5% dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì và nâng cao, công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững. Tại buổi làm việc, huyện Trùng Khánh kiến nghị tỉnh xem xét bảo lưu biên chế hiện có sau sáp nhập, xem xét cho tuyển mới hoặc luân chuyển cán bộ trẻ đến công tác tại huyện, đảm bảo tính kế thừa, xem xét quy hoạch tổng thể các cây trồng thế mạnh, quan tâm phân bổ kinh phí, triển khai thực hiện đề án nông nghiệp thông minh trên địa bàn huyện Trùng Khánh. Đầu tư xây dựng đô thị, thị trấn Trùng Khánh trở thị đô thị loại 4 vào năm 2025. Xây dựng tuyến đường vành đai biên giới và các công trình trong khu vực phòng thủ của huyện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại khu du lịch Thác Bản Dốc. Các kiến nghị, đề xuất của huyện đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành làm rõ và định hướng giải quyết trong thời gian tới. Đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh trong thời gian qua, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện cần lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2021. Quán triệt các nghị quyết, văn bản, chỉ thị của trên, của các cấp ủy Đảng ở trên, rồi hệ thống chính quyền, hướng dẫn của các cơ quan bộ ngành, sở ngành trong tỉnh, thì trong thời gian tới đồng chí tiếp tục duy trì quán triệt đấy, nhưng chú ý cái công tác triển khai tổ chức thực hiện thì là phải tốt. Mà muốn triển khai tổ chức thực hiện được tốt thì công tác kiểm tra giám sát đi cùng là phải tốt. Đấy.
ta không có để là giao xong vào đấy. Nếu mà giao xong vào đấy thì nó vẫn thế thôi, đồng chí ạ. Còn có kiểm tra, có giám sát và có nhắc nhở anh em phụ trách những cái mảng việc đó thì chắc chắn tôi nghĩ là hiệu quả công việc sẽ lớn. Cái thứ hai là triển khai hiệu quả, nhưng mà các đồng chí phải chú ý, muốn làm cái gì thì làm, chúng ta làm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, phải hiểu pháp luật, nắm chặt về pháp luật. Đột phá là phát triển kinh tế cửa khẩu, phải là sự vào cuộc của cả một hệ thống chính trị, phải đưa vào nghị quyết rồi thì phải xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, đưa vào các đề án, dự án, các phân khu chức năng, tất cả các hàng để làm sao triển khai thực hiện. Hai, phải có nguồn lực để thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp, các ngành cần kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phát huy vai trò của lực lượng công an chính quy của cấp xã trong việc tham mưu xây dựng, triển khai phương án đấu tranh với các loại tội phạm, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Hồng Minh và đoàn công tác đến khảo sát thực tế tại cửa khẩu Pò Pèo, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, thăm, tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ngọc Côn, cán bộ chi cục hải quan cửa khẩu Pò Pèo, huyện Trùng Khánh. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đến tiếp xúc cử tri cụm xã Vũ Minh, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình. Sau khi đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo về kết quả kỳ họp thứ hai, cử tri cụm xã Vũ Minh, thị trấn Nguyên Bình kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ học tập cho học sinh phù hợp với các xã miền núi, tiếp tục đầu tư hạ tầng như giao thông, thủy lợi, chương trình giảm nghèo phù hợp cho các xã về đích nông thôn mới, đầu tư hoàn thiện dự án đường tránh quốc lộ 34 đoạn qua thị trấn Nguyên Bình, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa các xóm sau sắp nhập, xem xét tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xóm xã, có chính sách chuyển đổi rừng phòng hộ nghèo kiệt sang rừng sản xuất để nhân dân trồng và khai thác bảo vệ hiệu quả. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo huyện Nguyên Bình giải đáp ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền và tổng hợp kiến nghị báo cáo Quốc hội xem xét giải quyết. Nhân dịp này, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng 30 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn xã Vũ Minh và thị trấn Nguyên Bình. Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 19 tháng 11, đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về tình hình thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thời gian qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ trên tuyến biên giới địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Hai bên quản lý bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới và các biên bản thỏa thuận có liên quan. Xử lý, giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, lợi ích hợp pháp mỗi bên, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng đã phối hợp tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới được 2.107 lần với 21.029 lượt người tham gia, phát quang 359,8 km đường tuần tra, phối hợp với lực lượng phía Trung Quốc tuần tra song phương 3 lần. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có nội dung 3 văn kiện pháp lý được quan tâm triển khai thực hiện. Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Tỉnh Cao Bằng đề nghị Quốc hội, Chính phủ có quy định đặc thù riêng về diện tích, số lượng hộ, quy mô hộ gia đình để thành lập xóm mới biên giới. Trung ương điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ về đất đai, hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình di cư, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xem xét quyết định tiếp tục thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn tiếp theo và quan tâm bố trí nguồn vốn thực hiện theo kế hoạch nhu cầu.
xem xét sửa đổi, bổ sung quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc đến năm 2010, quan tâm bố trí kinh phí xây dựng, sửa chữa, tu bổ một số công trình trên biên giới. Đề xuất cho phép tỉnh Cao Bằng thực hiện cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu du lịch Thác Bản Dốc. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Cao Bằng trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng vùng biên giới ổn định phát triển. Đoàn tiếp thu các ý kiến kiến nghị của tỉnh sẽ xem xét trong tổng thể để đưa vào kiến nghị chung. Đề nghị các cơ quan trong đoàn công tác tiếp tục quan tâm phối hợp, hướng dẫn địa phương, linh hoạt tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác liên quan đến biên giới ở địa phương cơ sở. Sáng ngày 19 tháng 11 tại Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Truyền thông Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin phóng sự hiện đại cho các phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng và Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, lớp bồi dưỡng sẽ được nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban, ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam chia sẻ, trao đổi với các học viên về vai trò của phát thanh hiện đại, kỹ năng nghiệp vụ viết tin bài, phóng sự, các chương trình phát thanh hiện đại. Cùng với những bài tập khởi động, chia nhóm thảo luận, trình bày ngay tại lớp và thực hành viết tin phóng sự hiện đại. Qua kiến thức, thông tin nắm bắt được từ các bài giảng của giảng viên cũng như kinh nghiệm làm phát thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ trang bị thêm cho các học viên những kỹ năng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó giúp cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên có những tin bài phóng sự đảm bảo tính nhanh nhạy, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu khán thính giả hiện nay. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin phóng sự hiện đại. Trường Trung cấp nghề Cao Bằng vừa khai giảng năm học mới 2021-2022, trao bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa 2018-2021. Năm học 2021-2022, trường Trung cấp nghề có 1.481 học sinh tham gia học tập 16 ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp, 23 ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, trong đó có đào tạo lái xe ô tô. Trong năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục điều chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo để đảm bảo đầu ra ổn định. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục nghề. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn nghề cho người lao động, quản lý tốt, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo. Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn và trao bằng tốt nghiệp cho học viên khóa 44 chuyên ngành nông lâm và khóa 15 chuyên ngành kỹ thuật. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.